Gương mặt dự bị khác nữa là Nguyễn Đức Sơn. Vị trí huy chương đồng thuộc về Singapore. Trước đó vào năm 2019, Quách Công Lịch, Lương Văn Thao, Trần Đình Sơn và Trần Nhật Hoàng là những người giành ngôi vô địch. Thái Lan và Philippines xếp sau. Cũng là một phần thi mang tới rất nhiều những sự kỳ vọng của các cổ động viên Việt Nam. Quách Công Lịch chuẩn bị bắt đầu phần thi của mình. Và nội dung 4 lần 400m tiếp sức nam đã được bắt đầu. Quách Công Lịch của chúng ta thi đấu ở đường chạy áp chót. Đường chạy số 6. Và đường chạy cuối cùng là vận động viên của Malaysia. Quách Công Lịch là vận động viên của Thanh Hóa. Và Quách Công Lịch đang bước vào 100m cuối với nỗ lực tạo ra những lợi thế cho người đồng đội phía sau là Nguyễn Tùng Lâm. Phần đua tranh rất căng thẳng trong 400m đầu tiên và Tùng Lâm đã nhận gậy từ Quách Công Lịch. Lúc này thì Tùng Lâm của chúng ta đang ở vị trí thứ 3, nhưng vận động viên của Hà Nội đang nỗ lực bứt phá để vươn lên. Chân chạy của Philippines ở đường chạy số 2 đang tạo ra một cách biệt tương đối lớn so với hai đội tuyển bám đuổi ở phía sau là Việt Nam và Thái Lan. Nguyễn Tùng Lâm đang rất cố gắng để vượt qua chân chạy của Thái Lan và vươn lên vị trí thứ 2. Tùng Lâm cố lên. Một phần thi rất đáng kỳ vọng của các vận động viên Việt Nam. Tùng Lâm đang đua tranh từng mét một với vận động viên của Thái Lan, nhưng lúc này thì vận động viên của Philippines đã tạo ra một lợi thế lớn cho người đồng đội sau 800m đầu tiên. Ở vị trí thứ 3 đó là Trần Nhật Hoàng. Dường như Trần Nhật Hoàng đã tụt xuống vị trí thứ 4 rồi. Vị trí mà khiến cho chúng ta sẽ khó lòng để có thể tranh chấp được tấm huy chương vàng. Đội tuyển Philippines đang tỏ ra vượt trội ở cự ly này. Nội dung 4 lần 400m tiếp sức nam. Trần Nhật Hoàng vẫn chưa thể vượt lên vị trí thứ 3. Lúc này thì top 3 đang thuộc về Philippines, Thái Lan và Malaysia. Ở lượt cuối, Trần Nhật Hoàng của Khánh Hòa sẽ đưa gậy cho Trần Đình Sơn của Hà Tĩnh. Không có lợi thế cho Trần Đình Sơn, nhưng chúng ta vẫn kỳ vọng Trần Đình Sơn sẽ mang về thêm một tấm huy chương cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Philippines vẫn đang có được lợi thế quá lớn sau 1.200m đầu tiên với phần thi của 3 vận động viên. Và đây là hơn 100m cuối của họ. Rất khó để chúng ta có thể có được tấm huy chương bạc ở nội dung này, chứ chưa nói gì tới huy chương vàng với những diễn biến hiện tại. Vận động viên của Philippines dường như đang đuối sức và vận động viên của Thái Lan đang nỗ lực để bứt lên. Nhưng có vẻ như Philippines vẫn là những người giành được tấm huy chương vàng ở nội dung này. Đội tuyển điền kinh Việt Nam của chúng ta với các vận động viên Quách Công Lịch, Nguyễn Tùng Lâm, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn chỉ nằm trong top 4 mà thôi. Malaysia là đội tuyển đã có được tấm huy chương đồng, có lẽ là như vậy. Còn tấm huy chương vàng thuộc về Philippines, những người đã nắm được lợi thế ngay từ những...